Tối nay mùng 9 tháng 7, Phan Công Khanh sinh năm 1994, quê Bến Tre, đại gia chuyên buôn bán siêu xe vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ để điều tra hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tại cửa hàng cây Super ở địa chỉ số 6 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, nơi chứa nhiều siêu xe của Khanh, ghi nhận của phóng viên cho thấy các nhân viên đang tiến hành cẩu nhiều siêu xe hạng sang lên xe tải, di chuyển đến nơi khác. Đến hơn 19 giờ, công tác di chuyển các siêu xe vẫn được thực hiện. Đối với hành vi của Khanh, hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa công bố cụ thể. Một tháng về trước, các siêu xe của Khanh đậu kín và chiếm trọn vỉa hè của người đi bộ. Công an quận 1 đã lập biên bản xử phạt đối với đại diện của hãng cây Super về hành vi đổ để xe ở hè phố trái với quy định của pháp luật.